Namaste. Nếu như bạn thường xuyên gặp phải mất tập trung hay là đang làm việc nọ, sợ sang việc kia, làm việc này lại quên việc kia, làm việc này lại nhớ đến việc kia, hay đôi khi là quên mất những mục tiêu của mình, quên đi mất là mình cần phải tập trung vào điều gì quan trọng nhất, việc gì quan trọng nhất, việc gì quan trọng vừa, việc gì không quan trọng, thì nó rất là cần sự tập trung. Và ngay bây giờ chúng ta trở về bài tập để tăng cái sự tập trung trong công việc, hay là giúp cho bạn tăng thêm sự tập trung. Nào, hãy trở về trong tư thế ngồi thoải mái nhất và chúng ta cùng luyện tập ha. Trước tiên, bạn hãy đưa hai tay xuống mông. Bài tập này cần một cái thế vững vàng trong lúc ngồi. Bạn vén hai thịt mông sang hai bên. Rồi từ đây, chúng ta hơi cuộn xương cột hướng xuống thảm cho răng. Rồi thả lỏng hai tay đặt trên đùi, thả mềm đôi vai. Rồi hãy đưa ngón tay cái bên tay phải của bạn về phía trước cho giang như thế này. Rồi, các ngón còn lại bạn có thể nắm lại như này ha. Rồi từ đây bạn thả mềm vai xuống cho giang. Rồi tay trái bạn thả mềm trên đùi trái. Từ đây, hãy đưa mắt nhìn vào ngón tay cái. Từ từ đưa tay của bạn sang bên phải. Mắt của bạn nhìn theo tay. Nhưng cổ của bạn không hề di chuyển. Không hề di chuyển cổ, mắt vẫn nhìn theo tay. Mắt của bạn vẫn nhìn thấy tay của bạn, nhưng cổ không hề di chuyển, mắt vẫn nhìn theo. Rồi sau đó bạn đưa tay trở về. Mắt của bạn vẫn nhìn theo tay, cổ không hề di chuyển, mắt vẫn nhìn theo tay, và cổ không hề di chuyển. Rồi từ đây bạn từ từ thả lỏng tay phải, hạ trên đùi phải. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua tay trái ha. Tiếp tục, hãy đưa tay trái của bạn về phía trước. Ngón tay cái hướng về phía trước, mắt nhìn thẳng, duỗi thẳng cánh tay. Rồi từ đây, đưa tay trái qua bên trái, cổ vẫn giữ thẳng. Chỉ đưa mắt nhìn theo, không xoay cổ. Không xoay cổ, mắt nhìn theo tay trái, cổ vẫn giữ thẳng, mắt vẫn nhìn thấy tay. Bạn vẫn nhìn thấy tay bên trái, cổ không xoay, nhưng mắt vẫn nhìn thấy. Rồi sau đó bạn đưa tay trái trở về, đưa tay trái trở về, vẫn đưa tay trái trở về, mắt vẫn nhìn thấy tay. Rồi sau đó bạn hạ tay trái xuống. Rồi từ đây bạn thả mềm hai tay đặt trên gối, khẽ đôi mắt khép lại cho rằng. Thả lỏng cơ thể, thả lỏng tâm trí, bắt đầu gia tăng sự tập trung. Tiếp tục, nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Từ từ vươn tay phải của bạn về phía trước. Rồi ngón cái hướng lên, duỗi thẳng cánh tay, vươn thẳng thẳng sống lưng lên. Từ đây hít thở điều hòa. Bạn từ từ mềm vai xuống, thẳng cổ thẳng tay. Tiếp tục đưa tay phải qua bên phải, cổ giữ nguyên, mắt nhìn theo tay phải. Mắt vẫn nhìn theo tay phải. Rồi mắt vẫn nhìn theo tay phải. Mắt vẫn nhìn theo tay phải. Cổ vẫn thẳng, mắt vẫn nhìn theo tay phải. Bạn vẫn nhìn thấy ngón tay cái hướng lên trên. Rồi vẫn nhìn thấy ngón tay cái hướng lên trên. Cổ của bạn vẫn ở vị trí thẳng. Rồi sau đó bạn đưa tay phải của bạn về vị trí phía trước, mắt nhìn theo tay, liên tục mắt nhìn theo tay. Rồi sau đó bạn hạ tay của bạn lên gối, thả mềm vai xuống. Rồi từ đây chúng ta mềm hơn nữa, cơ thể khép đôi mắt lại. Rồi tiếp tục, khẽ mở đôi mắt. Tay trái của bạn nắm lại, ngón tay cái dựng lên, duỗi thẳng cánh tay về phía trước, vươn dài lưng. Từ đây, mắt nhìn về ngón tay cái. Tiếp tục, đưa tay cái và bàn tay trái, cánh tay trái qua bên trái. Mắt nhìn theo tay trái và ngón cái. Rồi không xoay cổ, mắt vẫn hướng nhìn về ngón tay, mắt vẫn nhìn về tay, cổ không xoay, giữ nguyên cổ, mắt vẫn nhìn thấy tay và cánh tay, vẫn nhìn thấy tay trái, và cổ giữ thẳng, không xoay cổ. Sau đó bạn thu tay trái trở về, mắt vẫn nhìn thấy tay, mắt vẫn nhìn thấy tay trái ha. Rồi bạn sẽ nhìn rõ hơn và rất rõ. Rồi trở về giữa. Từ đây, bạn hạ tay trái xuống, thả lỏng hai tay và vai, thả mềm vai xuống, khép đôi mắt lại, thư giãn. Từ đây, chúng ta xoay tròn đôi vai cho rằng 1,
2, 3, 4, 5 và xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thả lỏng ra. Tiếp tục. Chúng ta có thể thực hiện bài tập này 2 đến 5 nhịp hoặc 5 đến 10 nhịp. Tuy nhiên, chúng ta có thể kết hợp với nhịp thở. Nếu như hơi thở của bạn có thể luyện sâu và dài, khi di chuyển cả ánh mắt và nhịp thở, chúng ta sẽ có cảm nhận khác. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa, có nhịp thở ha. Tay phải của bạn hướng về phía trước, nắm các ngón tay lại, ngón tay cái dựng hướng lên trên. Mắt hướng về ngón tay cái, từ đây, hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra, giữ nguyên cổ, di chuyển tay phải qua bên phải. Mắt hướng theo tay phải, thở ra, mắt vẫn hướng theo tay phải, cổ vẫn giữ thẳng. Mắt vẫn nhìn thấy tay, vẫn nhìn thấy tay phải, vẫn nhìn thấy ha. Cổ vẫn giữ thẳng. Rồi hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra, bạn di chuyển tay phải trở về. Mắt vẫn nhìn tay, cổ không hề xoay qua bên phải. Cổ vẫn giữ thẳng, rồi thu tay phải về. Rồi sau đó bạn hạ tay phải xuống. Khi kết hợp với hơi thở, nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cứ luyện tập, mỗi ngày chúng ta luyện tập, nó sẽ tăng thêm cho bạn cái sự tập trung rất là nhiều. Đặc biệt, khi kết hợp trong bài tập yoga cùng với sự chuyển động và nhịp thở, thì chúng ta sẽ kéo dài được hơi thở lên rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển với tay trái. Rồi nắm tay trái và vươn cánh tay dài ra phía trước, ngón cái hướng lên trên. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Bạn đưa tay trái sang bên trái, cổ giữ thẳng, mắt vẫn nhìn theo tay trái. Mắt nhìn theo tay trái, cổ vẫn giữ thẳng. Rồi thở ra, bụng vẫn thở. Rồi vẫn thở ra, vẫn nhìn theo ha. Cổ giữ thẳng, mắt vẫn nhìn theo. Mở ra rộng nữa, mắt vẫn nhìn thấy tay trái. Rồi từ đây, hít vào thật sâu. Và thở ra, chúng ta thu tay trái trở về. Cổ vẫn giữ thẳng, mắt vẫn nhìn thấy tay. Giữ nguyên cổ hả? Thật tập trung, tha lỏng cổ vai ra cho rằng. Rồi sau đó, trở về hạ tay xuống, khép hai mắt lại, thư giãn và tha lỏng. Thả mềm vai xuống. Rồi từ đây, chúng ta đưa hai tay lên. Tay của chúng ta sẽ nắm lấy dài tay dưới và chúng ta kéo ra. Đây cũng là một cái bài tập để giúp bạn tăng sự tập trung ha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua vành tai, nắm lấy vành tai của bạn và kéo sang hai bên ha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, từ từ thả lỏng ra, thả lỏng ra. Rồi, từ đây khép đôi mắt lại, thả lỏng hai tay đặt trên gối, thả mềm đôi vai. Hãy nhớ lại sự quan sát của đôi mắt khi tay của bạn di chuyển. Và tiếp tục nhớ lại, tay còn lại di chuyển, mắt của bạn nhìn theo. Cảm nhận tầm nhìn của bạn mở rộng dần, đôi mắt của bạn có thể phóng tầm nhìn xa hơn, rộng hơn. Sau đó nhìn xa và lại nhìn gần, cổ của bạn không cần di chuyển. Rồi từ đây, bạn khẽ mở đôi mắt. Chúc mừng bạn đã luyện tập xong một bài tập giúp bạn gia tăng sự tập trung cùng với Tuệ Giang. Nếu thấy bài tập này vô cùng đơn giản, ngắn gọn và hữu ích, hãy nhớ lưu lại, chia sẻ tới những người xung quanh. Nhấn vào nút like để thể hiện sự quan tâm và đánh dấu bạn đã luyện tập. Hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Namaste. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.